Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.pro. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ngụy Quân Tử Thấy Chết Không Sờn của tác giả Bình Tằng. Tập 74. Chương 731. Sau khi ta chết, quản chi hồng thủy ngập trời. 3. Điện hạ, không cần xúc động, đại càn đã hủy bỏ nhân ngôn hoạch tội, ngươi không có lý do hạ ngục Ngụy Quân. Đỗ Uy nói. Tứ hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, vậy biên một cái lý do, bản cung chính là hoàng tử, bản cung nói hắn có tội, hắn nhất định phải có tội. Đỗ Uy cười khổ nói, điện hạ, chiêu này dùng được đối với Trấn Tây Vương, nhưng không dùng được đối với Ngụy Quân. Trấn Tây Vương có sơ hở, Ngụy Quân không hề có sơ hở mà điện hạ. Ngụy Quân trừ bỏ thường xuyên khẩu xuất cuồng ngôn ra, hắn căn bản không có làm gì xấu có thể bị hạ ngục, ngài quả thật không làm gì được hắn. Tứ hoàng tử khiếp sợ, bản cung không làm gì được một ngũ phẩm hàn lâm. Tuy thực không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế là như vậy. Đỗ Uy khuyên, điện hạ, quả hồng vẫn phải kiếm mềm mà bóp. So sánh với Ngụy Quân, Trấn Tây Vương chính là quả hồng mềm kia, chúng ta phải nắm lấy quả hồng này trước. Định nghĩa lại quả hồng mềm, thuyết tương đối quả hồng mềm. Tác giả, Đỗ Uy, tứ hoàng tử có thể nói cái gì? Lão Đỗ, cũng chính là xem ở mũi thượng của ông, tôi mới tạm thời cho Ngụy Quân một mạng. Chờ giải quyết vương thúc, bản cung nhất định phải bầm thay Ngụy Quân vạn đoạn. Tứ hoàng tử chân thật nói, tôi lần này bỏ qua cho hắn, thật sự hoàn toàn chính là xem mặt mũi của ông. Đỗ Uy, đúng đúng đúng, cảm tạ điện hạ cho ta mặt mũi. Hắn làm bộ tin. Dù sao bản thân tứ hoàng tử cũng biết, lời này hai người bọn họ cũng không tin. Điện hạ, thật ra ngươi không cần phiền lòng vì Ngụy Quân. Ngươi muốn tạo uy vọng, Trấn Tây Vương là một lựa chọn càng thêm thích hợp so với Ngụy Quân. Tuy chúng ta biết Ngụy Quân thực khó đối phó, nhưng thế nhân là không biết. Trong mắt thế nhân, Trấn Tây Vương mới là người lợi hại hơn. Lời ấy có lý. Tứ hoàng tử một bên gật đầu, một bên trong lòng thở dài. Bởi vì nhằm vào Trấn Tây Vương, thanh danh của hắn hiện nay ở Đại Càn đã muốn ngã tới đáy cốc. Dưới loại tình huống này, hắn cho dù là thượng vị làm hoàng đế, cũng phải làm một hoàng đế tàn bạo. Muốn lấy đức thu phục người là vạn vạn không có khả năng. Mà người khác muốn phế bỏ hắn lại 10 phần đơn giản. Tứ hoàng tử như vậy là tứ hoàng tử Tây Đại Lục muốn. Mà loại hình tượng này của tứ hoàng tử cũng càng thuận tiện kiếm chỗ tốt từ Tây Đại Lục. Cho nên tứ hoàng tử tuy trong lòng buồn bực, nhưng xem ở chỗ tốt mà Tây Đại Lục cho, vẫn quyết định nhịn. Lão Đỗ, thần minh chân huyết còn có không? Tứ hoàng tử lười biếng hỏi, bản cung cảm thấy ta mỗi lần phái ra một đạo kim bài cùng khâm sai tuyên vương thúc về kinh. Ngươi hẳn cho ta một thần minh chân huyết làm hồi báo, bằng không ta sẽ thiệt thòi lớn. Đỗ Uy trầm mặc. Lão Đỗ, ngươi cũng thấy đấy, bản cung cùng Ngụy Quân hiện tại càng ngày càng không đội trời chung. Ngươi không cho bản cung nhiều chút ưu việt, vạn nhất ngày nào đó Ngụy Quân không muốn cùng bản cung lá mặt lá trái nữa, mà trực tiếp muốn bằng vào vũ lực mạnh mẽ thanh quân chắc thì làm sao bây giờ? Đỗ Uy, điện hạ, Ngụy Quân không phải loại người như vậy, hắn không phải người. Tứ hoàng tử trừng mắt nhìn Đỗ Uy một cái, bất mãn nói, lão Đỗ, ngươi khinh thường ta. Không có, ta là nói Ngụy Quân không sát phạt quyết đoán bằng ngài. Đỗ Uy trợn tròn mắt nói dối. Được rồi, đừng giả bộ. Ngươi khinh thường ta cũng không sao, chỉ cần ngươi cho ta ưu việt là được, ta cũng không coi trọng mặt mũi. Tứ hoàng tử khoát tay áo, 10 phần khoan dung độ lượng. Đỗ Uy muốn đánh người, tuổi còn trẻ, sao đã tham tài như vậy chứ? Nhưng hôm nay Ngụy Quân tỏ thái độ, xác thực tiến một bước chia cắt cùng tứ hoàng tử. Mọi người đều đã ý thức được Ngụy Quân cùng tứ hoàng tử không đội trời chung. Mà kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Dưới tình huống như vậy, có Ngụy Quân trợ công, hắn đối với việc lại cho tứ hoàng tử một chút ưu việt cũng không phải quá kháng cự. Dù sao nữ thần trí tuệ cũng nói qua, phải nắm tốt tứ hoàng tử tên càn gian này. Điện hạ, chỗ ta có phương pháp tu luyện thần thánh kỵ sĩ, điện hạ có thể tự mình tu luyện, cũng có thể tổ kiến một đoàn đội thị vệ thần thánh kỵ sĩ. Nhưng tốt nhất vẫn không nên truyền cho người khác, bởi vì một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, điện hạ rất khó giải thích rõ ràng với bên ngoài. Đỗ Uy vẫn quyết định cho tứ hoàng tử một chút ưu việt, nhưng không cho thực vật.
cho công pháp. Tứ hoàng tử đối với này tỏ vẻ ai đến cũng không cự tuyệt, hơn nữa 10 phần lưu manh, không có việc gì, bản cung không sợ tin tức tiết ra ngoài. Điện hạ không sợ, tùy tiện tìm cớ là được, ví dụ như học của địch để đối phó với địch. Đỗ Uy trầm mặc, lão Đỗ, có biện pháp không cần tu luyện có thể nhanh thành hay không? Bản cung đời này ghét nhất là tu luyện, ta vẫn thích cảm giác một bước đến chỗ. Nếu mỗi lần học thứ gì đó đều có thể nháy mắt để cho ta học được, vậy bản cung nhất định sẽ thích học tập. Tứ hoàng tử hướng tới, đây là nguyện vọng cộng đồng học cha. Đỗ Uy yên lặng lựa chọn nước tiểu độn. Với khẩu vị này của tứ hoàng tử, bán cả Tây Đại Lục cũng không thỏa mãn được tứ hoàng tử. 36 kế, vẫn là đi là thượng sách. Đỗ Uy đi rồi, tứ hoàng tử bĩu môi, sau đó bắt đầu chân thật suy nghĩ về vấn đề Ngụy Quân. Gia nhập môn phái các ngươi vẫn là quên đi, quốc gia này mặc dù có ngàn không tốt vạn không tốt, nhưng chung quy là nơi sinh ta dưỡng ta. Vì nó dâng ra sinh mệnh của ta, coi như là cố gắng lớn nhất mà ta có thể. Ta có gì đặc biệt hơn người? Trấn Tây Vương loại anh hùng vệ quốc thủ biên ca khúc khải hoàn này mới rất giỏi. Đáng tiếc, công cao khó thưởng, mệnh phạm tiểu nhân. Được rồi, mọi người không cần nhìn, lời này là ta nói. Có chân cho tứ hoàng tử, hiện tại có thể đâm thọc về phía tứ hoàng tử. Ngụy Mỗ cũng muốn xem một chút, hắn có thể sửa trị ta giống như sửa trị Trấn Tây Vương hay không. Lời nói của Ngụy Quân ở Diệu Âm Phường đều được người một chữ không sót đưa đến trước mặt tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử trước đó quả thật không có bao nhiêu tâm phúc. Nhưng sau khi hắn thành hoàng tử giám quốc, tự động có rất nhiều người dựa vào. Đại càn cũng không phải mọi người đều có khí khái. Trên thực tế chỉ là vật họp theo loài, người phân theo đàn, Ngụy Quân được công nhận chính nhân quân tử, cho nên trong mối quan hệ của Ngụy Quân, thường thường chính nhân quân tử có vẻ nhiều. Tiểu nhân cũng sẽ tự giác không tiếp cận với Ngụy Quân. Chương 732, sau khi ta chết, quản chi hồng thủy ngập trời, 4. Nhưng vòng tròn của Ngụy Quân nói đến cùng cũng không bao nhiêu người, so sánh với toàn bộ dân cư Đại Càn thì chỉ là muối bỏ biển. Cho dù là đặt ở trong quan trường, cũng chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Một bộ phận triều thần tương đối lớn đều là cỏ đầu tường thảo hoặc là không có lý tưởng quyết chí đền nợ nước gì. Ai có thể mang đến cho bọn hắn vinh hoa phú quý, bọn họ sẽ lăn lộn với người đó. Hiện tại nhìn qua tứ hoàng tử có thể làm được điều này, cho nên bên cạnh tứ hoàng tử cũng sẽ tự động tụ lại một nhóm người giúp hắn làm việc. Tứ hoàng tử sau khi xem qua vài lần những lời nói của Ngụy Quân, trên mặt mới lộ ra nụ cười vui vẻ. Ngụy đại nhân chính là Ngụy đại nhân, trung tâm đối với Đại Càn không thể nghi ngờ, trước đó thật là ta đã bỏ qua hắn. Ngụy Quân trước đó từng lén nói qua, ta là tri kỷ của hắn, hiện tại lại ở trường hợp công khai quyết liệt cùng ta. Chúng ta quả nhiên là tri kỷ, ngay cả nghĩ cũng đều giống nhau. Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, nhìn như quyết liệt, thực ra liên thủ. Hôm nay nguyên nhân vì Ngụy Quân trợ công, Đỗ Uy mới mang phương pháp tu luyện thần thánh kỵ sĩ của Tây Đại Lục tặng cho ta. Ngày sau ta cùng Ngụy đại nhân hợp tác vài lần nữa, vét sạch túi tiền Đỗ Uy cũng không là vấn đề. Ta cùng Ngụy Quân, quả thực là đồng bọn hợp tác trời đất tạo nên mà. Tứ hoàng tử nghĩ lại một chút chuyện hôm nay, sau đó hài lòng đưa ra kết luận mình cùng Ngụy Quân xác thực là tri kỷ ở trên linh hồn. Hơn nữa bọn họ sáng tạo chiến tích đã là thật. Cũng rất diệu, không ngừng cố gắng, càng lúc mạnh lên. Ở thời điểm Ngụy Quân chờ tri kỷ của mình đi giết hắn, tri kỷ của hắn đang vui mừng bản thân liên thủ cùng Ngụy Quân 10 phần ăn ý, nhân loại bi hoan cũng không tương thông. Một ngày sau, Ngụy Quân nổi giận, thực thất vọng đối với tri kỷ của mình. Bạn học tri kỷ không chỉ không có phái người tìm đến hắn gây phiền toái, ngược lại phái ra vị khâm sai thứ 5 cùng đạo kim bài thứ 5. Tiếp tục lệnh cưỡng chế Trấn Tây Vương về kinh, nhận triều đình điều tra. Hơn nữa tứ hoàng tử để cho khâm sai truyền lời càng ngày càng nặng, Vương Thúc muốn ủng binh tự trọng sao? Vương Thúc muốn dưỡng khấu tự trọng. Vương Thúc, phụ hoàng sinh tử chưa biết, đến nay hôn mê bất tỉnh. Ngài cùng với ở tiền tuyến làm một nhiếp chính vương hữu thực vô danh, không bằng dẫn đại quân về kinh, trực tiếp đăng cơ xưng đế chẳng phải tốt sao. Ngôn luận này sau khi lan tràn mở ra, kinh thành chấn động, tiền tuyến chấn động. Uy vọng của tứ hoàng tử cùng Trấn Tây Vương đều bị ảnh hưởng rất lớn. Hành vi của tứ hoàng tử rất hiển nhiên quá mức sốt ruột. Mà Trấn Tây Vương cự không tiếp thu mệnh lệnh của triều đình, ngay cả không có tâm khác thường,
hiện tại nhìn qua cũng giống có tâm khác thường. Vì thế, lưỡng bại câu thương, Ngụy Quân nhìn không được. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm tri kỷ của mình. Nói hắn là một phế vật, hắn thật là phế vật. Một ngày này sau khi thời gian công tác kết thúc, Ngụy Quân trực tiếp đi tới tòa soạn Phá Hiểu, bắt đầu viết văn chương. Ngụy Quân bỗng nhiên hiện thân ở tòa soạn Phá Hiểu, nhanh chóng hấp dẫn những người khác của tòa soạn chú ý. Đại hoàng tử cũng cố ý tới hỏi một chút, Ngụy đại nhân muốn viết văn chương mới là phương diện nào? Chu Phân Phương là minh chủ đời này của văn đàn. Sau khi Phá Hiểu được xuất bản, Ngụy Quân có ý tứ tiếp nhận y bát minh chủ văn đàn của Chu Phân Phương. Trước đó hai thiên văn chương người Càn Quốc mất đi tự tin sao cùng đề xướng văn hóa mới, phản đối văn hóa cũ của Ngụy Quân vừa ra, văn đàn thậm chí có một loại ảo giác, Chu Phân Phương là ai? Chúng ta chỉ biết Ngụy Quân tử, Chu Phân Phương cơ bản đã làm rất tốt với khuôn mẫu hiện có. Mà Ngụy Quân trực tiếp đánh vỡ khuôn mẫu này, để cho người xem văn chương của hắn thấy được một mảng thiên địa mới. Luận văn bút, Chu Phân Phương miểu sát Ngụy Quân. Nhưng mà luận tính rung động, Ngụy Quân là hơn xa Chu Phân Phương. Nhưng hai thiên văn chương nọ qua đi, Ngụy Quân đã bận rộn sự nghiệp, rất ít tự viết văn chương nữa. Hôm nay Ngụy Quân lại về văn đàn, tự mình chấp bút, thật là một hồi trọng đại của văn đàn. Đại hoàng tử không tính là văn nhân gì, cũng tỏ vẻ mười phần chờ mong. Ngụy Quân trả lời vấn đề của đại hoàng tử, tôi lần này sẽ kể một câu chuyện. Câu chuyện, đúng, thuyết nhạc toàn chuyện. Thuyết nhạc toàn chuyện, rằng tự nhiên là chuyện xưa nhạc vương gia. Nếu không có 18 đạo kim bài nọ, có lẽ có thể sẽ có được một con đường sống khác. Nếu quan niệm tướng ở bên ngoài, quân mệnh có điều không chịu có thể càng thêm xâm nhập lòng người hơn so với hoàng quyền, có lẽ sẽ không có ba chữ có lẽ có này. Giải thích, vào thời Tống ở Trung Quốc, gian thần Tần Cối vu cho Nhạc Phi là mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không, Tần Cối trả lời có lẽ có. Về sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ. Hết giải thích. Nếu tướng quân không xem mình trở thành trung khuyển hoàng thất, mà xem mình trở thành người thủ hộ quốc gia, có lẽ tất cả đều có thể thay đổi. Thế giới khác nhau, muốn đưa sự kiện có lẽ có lại đây, tự nhiên là cần một ít cải biên. Nhưng Ngụy Quân vốn có tài trạng nguyên, cái này đối với Ngụy Quân mà nói cũng không khó khăn. Hiện nay Trấn Tây Vương cùng Tứ Hoàng Tử đang tranh đấu gay gắt, đã hấp dẫn ánh mắt người trong thiên hạ. Ngay tại thời khắc khẩn trương này, Phá Hiểu phát hành cả nước. Thuyết nhạc toàn chuyện đã đưa đến trong tay dân chúng cả nước. Lấy giá nhảy lầu tiếp cận miễn phí, thật là giá nhảy lầu. Dù sao tòa soạn Phá Hiểu là lấy Hồ Vương ra tiền. Hồ Vương tỏ vẻ tiền không là vấn đề, các ngươi tùy tiện tiêu, chỉ cần có thể để cho Phá Hiểu mọc lên như nấm, gia tăng lực ảnh hưởng của Ngụy Quân ở Đại Càn, tiền này tiêu cũng đáng giá. Hồ Vương đã nói như vậy, Nhâm Giao Giao thật sự là không khách khí với mẹ nàng chút nào. Phá Hiểu, tiêu lượng lớn nhất, lã nhiều nhất, cả nước độc một nhà này, không có phân hiệu. Hồ Vương đối với cái này mười phần vui mừng. Chờ sau khi nàng xem thuyết nhạc toàn chuyện của Ngụy Quân, lại càng thêm vui mừng. Ngụy Quân quả nhiên là Ngụy Quân, không có làm cho ta thất vọng chút nào. Thuyết nhạc toàn chuyện là thêm một mồi lửa ở trong thế cục vốn khẩn trương của Đại Càn. Ta hiện tại đã có chút chờ mong Trấn Tây Vương cùng triều đình sống mái với nhau. Hồ Vương đối với cái này tỏ vẻ chờ mong. Các bạn đang nghe chuyện Ngụy Quân tử thấy chết không sờn của tác giả Bình Tằng tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 733, sau khi ta chết, quản chi hồng thủy ngập trời, 5. Dân chúng Đại Càn đối với thuyết nhạc toàn chuyện cũng cho phản hồi nhiệt tình. Nói như thế, người nam có tên là Tần Cối cùng Tần Hội Chi ở Đại Càn đều yêu cầu đổi tên. Cái tên này ảnh hưởng nghiêm trọng đối với cuộc sống bọn họ. Người nam tên là Hoàn Nhan Cấu lại càng thảm hơn. Nghe nói trực tiếp bị phụ thân mình đánh gãy chân. May mắn Ngụy Quân sau khi nghe nói, bồi thường tiền thuốc men cho bạn học tên là Hoàn Nhan Cấu này. Thành Trấn Tây, Trấn Tây Vương cùng Thế tử Trấn Tây Vương cũng đang đọc thuyết nhạc toàn chuyện. Hiện nay Trấn Tây Vương đang đứng ở một cái ngã tư đường. Hắn không muốn mất đi quân quyền, không vì hắn lưu luyến quyền vị, mà là so với ở kinh thành làm một thân vương cẩm y ngọc thực, hắn càng nguyện ý chết ở trên chiến trường. Tướng quân ra ngựa bọc thay, vốn là quy túc tốt nhất. Nhưng Trấn Tây Vương cũng không nguyện xé rách mặt cùng triều đình. Nói đến cùng, hắn là người trong hoàng tộc. Hắn không muốn nội đấu,
để cho kẻ thù vui vẻ. Thẳng đến Phá Hiểu phát hành, Thuyết Nhạc toàn truyện thịnh hành thiên hạ. Trấn Tây Vương cầm báo Phá Hiểu, ở thư phòng xem suốt một ngày. Mà Thế tử Trấn Tây Vương sau khi xem xong báo Phá Hiểu, chỉ cảm thấy vô cùng tức giận. Tần Hội Chi dĩ nhiên đáng chết, nhưng hắn cũng từng là một nghĩa sĩ chủ lực kháng Kim, cũng từng cự tuyệt ký tên ở trên thư cầu hòa đầu hàng cùng nước Kim. Từ một phái chủ chiến kiên định, biến thành một phái đầu hàng kiên định, bi ai lớn nhất của Tần Hội là gặp một hoàng đế hèn nhát không xương cốt như vậy. Chân chính giết chết Nhạc Vương gia, không phải Tần Hội, là Hoàn Nhan Cấu. Thế tử Trấn Tây Vương cũng từng học ở Quốc Tử Giám, thậm chí có đại nho thu hắn làm đệ tử thân truyền. Luận tài học, chân thật tài học của hắn không thấp. Cho nên, ý tứ mà Ngụy Quân muốn biểu đạt ở trong Thuyết Nhạc toàn truyện, hắn xem rất rõ ràng. Hơn nữa rất chấp nhận. Một tướng vô năng, mệt chết tam quân. Hoàng đế vô năng, hại nước hại dân. Có một số việc, Ngụy đại nhân nói là đúng. Ngụy Quân thật ra căn bản không trao đổi lập trường chính trị gì với hắn. Nhưng Thế tử Trấn Tây Vương rất dễ dàng đã hoàn thành chuyển biến lập trường. Hơn nữa là trực tiếp theo Boss, cũng không cần giám sát ti cùng Thượng quan Tinh Phong hướng dẫn thế nào. Bớt đi khâu gian thương kiếm chênh lệch giá, nhưng đệ nhị giám sát ti thứ hai cùng Thượng quan Tinh Phong cũng xác thực không phải bất tài. Đệ nhị đưa lên cho Thế tử Trấn Tây Vương toàn bộ tư liệu mà Thứ tử Trấn Tây Vương, đệ đệ của hắn, nhằm vào hắn. Tứ hoàng tử hứa hẹn cho đệ đệ hắn vị trí Thế tử. Cho nên đệ đệ hắn quyết đoán đâm phụ thân và hắn một đao, còn có Trắc Phi Trấn Tây Vương. Vẫn mơ ước địa vị mẫu phi, muốn leo lên trên đầu mẫu phi của hắn. Nhưng Trấn Tây Vương không phải là người sủng thiếp diệt thê, tự nhiên sẽ không cho phép Trắc Phi đi lên trên đầu Vương Phi. Vì thế, Trắc Phi đeo cho Trấn Tây Vương cái mũ tha thứ. Ở dưới tình huống có người giật dây, Trắc Phi cũng quyết đoán đâm Trấn Tây Vương một đao. Xem xong tư liệu giám sát ti cung cấp, Thế tử Trấn Tây Vương chỉ cảm thấy bi ai thật lớn. Đây là thân tình Trấn Tây Vương vẫn muốn bảo vệ. Đây là nguyên nhân Trấn Tây Vương chẳng sợ 10 phần thưởng thức Ngụy Quân, cũng vẫn không muốn chuyển biến lập trường bản thân. Nguyên nhân vì Trấn Tây Vương hy vọng những người này có thể đương nhiên có được vinh hoa phú quý. Cho nên Trấn Tây Vương biết rõ chủ trương của Ngụy Quân lợi quốc lợi dân, vẫn ích kỷ lựa chọn đứng ở bên hoàng thất, bởi vì Trấn Tây Vương còn có người thân. Nhưng người thân này thật sự đáng để bọn họ đi quan tâm sao? Huống chi, còn là lấy hy sinh tiền đồ bản thân để trả giá. Thế tử Trấn Tây Vương sinh ra hoài nghi thật sâu. Mà lúc này, Thượng quan Tinh Phong cũng truyền tin cho hắn. So với giám sát ti dẫn đường đơn giản trực tiếp, Thượng quan Tinh Phong truyền tin cho hắn rất đơn giản. Nhưng càng chu tâm, Thế huynh, xem Thuyết Nhạc toàn chuyện chưa? Dân chúng Đại Càn mỗi người đều có thể là Nhạc Vương gia, Nhạc Vân cô đơn đáng thương. Tướng môn hổ tử, lại cùng phụ thân chết ở dưới Ngu Trung. Thế tử Trấn Tây Vương nhìn chằm chằm những câu này, nhìn thật lâu. Không thể không nói, những lời này thật sự độc, nhưng quả thật nói đến tâm khảm hắn. Thật lâu sau, Thế tử Trấn Tây Vương sắc mặt lạnh lùng đi ra phòng, đi tới nhà sau Trấn Tây Vương phủ. Thế tử, nhà sau là nội viện vương gia, ngài không tiện không thông báo đã ra vào. Tùy tùng nhắc nhở, Thế tử Trấn Tây Vương gật gật đầu, nhưng không có dừng bước chân lại. Tùy tùng biến sắc, nhưng cắn chặt răng, vẫn đi theo. Một nén nhang sau, Thế tử Trấn Tây Vương mặt không chút thay đổi đi ra từ nhà sau vương phủ. Tùy tùng cách một lát sau, mới xuất hiện ở bên cạnh Thế tử Trấn Tây Vương. Thế tử, đã chết. Nghe Tùy tùng nói, Thế tử Trấn Tây Vương gật gật đầu nói, Ngụy đại nhân trước khi đi, tặng ta một chữ vận, treo ngay tại thư phòng của ta, ngươi đi lấy, sau đó đi thành Thiên Nguyên. Chết dù sao cũng là nhị đệ của ta cùng Trắc Phi phụ vương, ngươi tiếp tục ở tại chỗ này, ta vị tất có thể cam đoan an toàn của ngươi. Đa tạ Thế tử, Tùy tùng không có khách khí. Hắn từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên với Thế tử Trấn Tây Vương, vốn là tử sĩ của Thế tử Trấn Tây Vương. Quân lấy quốc sĩ đối đãi, thời điểm cần hắn hiệu lực, tự nhiên cũng sẽ không do dự. Cho nên, chẳng sợ vừa rồi Thế tử Trấn Tây Vương làm những chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, nhưng hắn vẫn lựa chọn làm đao cho Thế tử. Thế tử bảo trọng, vương gia, vị tất có thể dung hành vi này của Thế tử. Tùy tùng trước khi rời đi, do dự một chút, vẫn khuyên. Chưa được Trấn Tây Vương đồng ý, Thế tử Trấn Tây Vương lấy tội để lộ bí mật quân pháp xử trí cũng chính là giết chết nhị đệ cùng Trắc Phi Trấn Tây Vương đã cử báo Trấn Tây Vương. Hoàn toàn là tự chủ trương, chẳng sợ nơi đây thật là tiền tuyến,
những gì hắn làm cũng có quân pháp Đại Càn có thể dựa vào. Nhưng mọi người đều biết, hành vi của hắn là quá tuyến. Hành vi như thế đã đạt đến tiêu chuẩn phế lập thế tử. Thế tử Trấn Tây Vương nhếch khóe miệng, ôm một chút với tùy tùng, sau đó nói, đi đi, sống cho tốt, 2 năm sau ta sẽ đưa ngươi trở về, đến lúc đó ta hẳn có thể giữ được ngươi. Tùy tùng đi rồi, thế tử Trấn Tây Vương ở trong đầu tính toán thật lâu. Sau đó mới một lần nữa về lại vương phủ. Chương 734, sau khi ta chết, quản chi hồng thủy ngập trời, 6. Trong dự kiến, vừa mới đi vào cửa lớn, tổng quản vương phủ đã tự mình đến mời hắn. Nói Trấn Tây Vương ở thư phòng chờ hắn. Thế tử Trấn Tây Vương bình tĩnh ở dưới tổng quản dẫn đường, đi tới thư phòng Trấn Tây Vương. Vừa mới đi vào phòng, cửa thư phòng đã bị một luồng sức mạnh tự động đóng lại. Lửa giận khôn cùng, tràn ngập cả căn phòng. Bổn vương ở thư phòng một ngày không có đi ra ngoài, kết quả mới ra cửa, đã phát hiện lão bà đã chết, con cũng đã chết. Trấn Tây Vương tức giận cả người phát run. Hắn thiếu chút nữa nghĩ mình đã bế quan một thế kỷ. Sao lại ở trong thư phòng đọc sách một ngày, đi ra vợ nhỏ cùng con nhỏ đều đã chết. Cái này ai mà chịu nổi. Kích thích hắn nhất là hắn cha ra, người ra tay là con lớn của hắn. Trấn Tây Vương gọi là khí huyết dâng lên. Nghịch tử, quỳ xuống cho ta. Trấn Tây Vương phẫn nộ nói. Thế tử Trấn Tây Vương không có quỳ. Hắn ngược lại ngẩng đầu lên. Phụ vương, tiện nhân kia con giết, nhị đệ cũng đã giết. Về phần phụ thân tiện nhân kia, hắn ở kinh thành, nhưng con cũng đã sắp xếp người ra tay. Tiện nhân chỉ là Trắc Phi Trấn Tây Vương. Hình ảnh tư liệu về Trấn Tây Vương trên Lưu Ảnh Châu không phải là người thân cận, căn bản không thể có được. Vừa lúc, Trắc Phi cùng thứ tử Trấn Tây Vương đều là người thân cận. Phụ thân có thể yên tâm, con nhờ là người của giám sát ti, cho nên không cần lo lắng sẽ thất thủ. Trấn Tây Vương nghe vậy từ trong phẫn nộ tỉnh táo lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đây là chủ động đưa nhược điểm cho giám sát ti. Phụ vương, ngài nếu về kinh, có nhược điểm này hay không, kết cục cũng sẽ không tốt. Ngài nếu không trở về kinh, chính là giám sát ti, có thể làm khó dễ được ta. Thế tử Trấn Tây Vương nhìn thực rõ ràng, hơn nữa, giám sát ti có xung đột gì với chúng ta. Chỉ cần chúng ta phóng thích thiện ý, giám sát ti cũng sẽ không là địch với chúng ta. Bổn vương đã phóng ra thiện ý, sổ thỉnh công cho giám sát ti đã sớm đưa lên. Trấn Tây Vương nói, Trấn Tây Vương thế tử cười, phụ vương, giám sát ti thiếu công lao sao? Ngài đến giờ, vẫn thấy không rõ thế cục, hoặc là nói, đang lừa mình dối người. Trấn Tây Vương ánh mắt càng ngày càng lạnh, ngươi muốn nói cái gì? Con không muốn phụ vương chết, cũng không muốn mình chết. Cho nên, con hy vọng những kẻ muốn hại chúng ta chết đi. Trấn Tây Vương thế tử thản nhiên nói, lúc này đây, muốn hại chúng ta là Tây Đại Lục, ra tay là Tứ Hoàng Tử, đâm đao sau lưng là tiện nhân kia, nhị đệ còn có một đám phản phúc. Phụ vương, hiện tại mọi người đều đang nhìn thái độ của ngài. Ngài không có thái độ mà nói, con sẽ thay ngài đưa ra một cái thái độ, ngươi muốn tạo phản. Con cũng không có dã tâm đó, nhưng con cũng không muốn phụ vương bởi vì công cao khó thưởng, dẫn đến họa sát thân. Phụ vương, ngài không biết là thể chế Đại Càn có vấn đề sao? Trấn Tây Vương thân thể chấn động, giận dữ nói, làm càn, ai dạy ngươi nói mấy thứ này? Phụ vương, không cần lừa mình dối người. Ngụy đại nhân nói đúng, Đại Càn cần thay đổi nhất, chính là cái long ỷ kia. Đó thật là một thức hại nhân, để cho vô số kiêu hùng đấu đá, để cho vô số nhân kiệt nội đấu, cũng để cho vô số người bị oan mà chết. Không phế bỏ thứ này, tính mạng chúng ta vĩnh viễn đều sẽ bị uy hiếp. Phan Não tàn Ngụy Quân cộng một. Thế tử Trấn Tây Vương vốn đã 10 phần tôn trọng Ngụy Quân, sau khi trải qua lần này, lại bởi vì giám sát ti cùng thượng quan Tinh Phong dẫn lối, hiện hôm nay đã toàn diện luân hãm ở trong chủ trương của Ngụy Quân. Thông qua chủ trương của Ngụy Quân, hắn thật sự thấy được hy vọng phá cục. Tuy rất khó, nhưng cái này quả thật là hy vọng. Hơn nữa, Thế tử Trấn Tây Vương đột nhiên phát hiện hắn cũng không phải không có điều kiện thực tiễn chủ trương này. Trấn Tây Vương giận tím mặt, nghịch tử, ngươi có biết, ngươi có thể có vinh hoa phú quý hôm nay, đều nhờ long ỷ kia hay không? Ngươi bảo bổn vương phản bội xuất thân của mình sao? Thế tử Trấn Tây Vương 10 phần bình tĩnh, phụ vương, chân thật mà nói, con cũng không hưởng thụ bao nhiêu vinh hoa phú quý. Tôn thất Đại Càn có rất nhiều người, tôn thất bình thường đãi ngộ vị tất đã so được với phú thương đại cổ Đại Càn.
con có thể có hôm nay càng nhiều là dựa vào chiến công của phụ thân, mà phụ vương có thể có hôm nay là từ trên chiến trường giết ra. Đại Càn không thiếu vương gia, lại chỉ có một vị thân vương chiến công hiển hách như ngài. Cũng không phải xuất thân cho phụ vương cơ hội lấy tài hoa của phụ vương, xuất thân ngược lại hạn chế phụ vương càng tiến một bước. Ấu Trĩ, Trấn Tây Vương khinh thường nói. Trấn Tây Vương Thế Tử nói, có lẽ vậy, nhưng phụ vương ngài đã công thành danh toại, xuất thân xác thực đã trở thành gông cùm của ngài, không phải sao? Nhưng xuất thân có thể phúc trạch hậu thế chúng ta, cho dù họ là một đám phế vật, bởi vì xuất thân hoàng tộc, cũng vẫn có thể cẩm y ngọc thực. Nhưng nếu con sinh ra dị tâm, toàn bộ đều sẽ biến mất, con sau khi chết cũng sẽ bị con cháu mắng. Đối với tương lai Trấn Tây Vương miêu tả, Thế tử Trấn Tây Vương vẫn rất bình tĩnh. Phụ vương, ngài nếu không qua được một cửa này, vốn không có ngày sau. Dừng một chút, Thế tử Trấn Tây Vương đột nhiên cười lạnh nói, huống chi, sau khi con chết, quản chi hồng thủy ngập trời. Chỉ cần phụ vương có thể chết già, một kiếp này vinh hoa con lấy đủ. Về phần con cháu đều có phúc của con cháu, khi đó chúng ta đều đã mất, nghĩ xa như vậy làm cái gì? Ngươi, Trấn Tây Vương bỗng nhiên cảm giác mình nuôi nhầm con rồi. Cái ý tưởng này, kỳ phản nghịch đến có chút muộn, đại nghịch bất đạo. Trấn Tây Vương thanh âm có chút run run, cũng không biết là tức giận hay là kích động. Thế tử Trấn Tây Vương thật ra cũng không phân biệt ra được. Phụ vương, thật ra con luôn luôn suy nghĩ, con có thể giết chết nhị đệ cùng tiện nhân kia, có phải ngài ngầm đồng ý hay không? Trấn Tây Vương nháy mắt kích động, nói hưu nói vượn, hổ độc không con ăn. Đúng vậy, cho nên con xử lý cho ngài, cũng miễn cho phụ thân lưu lại thanh danh giết con. Trấn Tây Vương Thế tử thản nhiên nói, phụ vương không cần cảm tạ con. Trấn Tây Vương im lặng, hắn muốn tạ tám đời tổ tông con mình, nhưng lại hình như là đang mắng bản thân. Các bạn đang nghe chuyện Ngụy Quân Tử Thấy Chết Không Sờn của tác giả Bình Tằng tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 735, mọi người đều biết, tứ đại hoàn khố có năm, một. Phụ vương, nhị đệ đã chết, người hiện tại chỉ có một đứa con trai là con. Ngài không phải hữu tình đối với người nhà sao? Không phải hổ độc không ăn con sao? Vậy án theo ý nghĩ ngài, ngài hẳn không có con tư sinh, đúng không? Trấn Tây Vương trầm mặc, hắn thực hoài nghi mình nói có con tư sinh, đứa con trai này có thể sẽ giết chết cả con tư sinh. Ta nuôi ra một đứa con thật tốt mà. Trấn Tây Vương thanh âm có chút phức tạp. Thế tử Trấn Tây Vương thản nhiên gật đầu, phụ vương lời ấy đại thiện, nhưng ngươi đây là ngỗ nghịch bất hiếu. Thế tử Trấn Tây Vương nói, phụ vương, con trước đây lén nói chuyện phiếm cùng với Ngụy Quân, hắn nói qua một câu, con rất chấp nhận. Hắn nói cái gì? Nhân loại sở dĩ có tiến bộ là vì đời sau không nghe theo lời của đời trước. Nhân loại sở dĩ có tiến bộ là vì đời sau không nghe theo lời của đời trước. Trấn Tây Vương Thế Tử nói xong câu đó, liền hành một lễ đối với Trấn Tây Vương, sau đó đi ra thư phòng Trấn Tây Vương. Lưu lại Trấn Tây Vương, tiếp tục tĩnh tọa ở trong thư phòng. Hắn nghĩ lại câu kia mới nghe thì đại nghịch bất đạo, lại cố tình cảm giác mười phần có đạo lý. Thật lâu sau, Trấn Tây Vương u thở dài, Ngụy Quân người này có độc mà. Ngụy Quân nếu nghe được Trấn Tây Vương nói như vậy, khẳng định sẽ mắng ngược trở lại. Ngươi mới có độc, thế giới các ngươi mới là có độc. Đều hố bản thiên đế thiệt nhiều lần, ngươi thấy thế nào? Trấn Tây Vương vừa dứt lời, ở bóng đen trong góc thư phòng đi ra một người áo đen. Y phục bịt cả mặt kín như bưng, làm cho người ta căn bản không rõ giới tính cùng tuổi của hắn. Nhưng người này sau khi mở miệng, đã lộ tính thật. Đàn ông. Hắn là ảnh vệ luôn luôn âm thầm hộ vệ Trấn Tây Vương. Lấy thân phận Trấn Tây Vương, đương nhiên sẽ không khuyết thiếu người như thế. Ảnh tử thanh âm có chút khàn khàn, vương gia, thế tử là một nhân tài, càng ưu tú hơn so với ngài mong muốn, thật đáng mừng. Thời điểm nghịch tử giết người, ngươi vì sao không ngăn cản hắn? Trấn Tây Vương trầm giọng trách cứ. Ảnh vệ thanh âm mười phần chấn định. Chức trách của ta là hộ vệ vương gia, thế tử là người thừa kế vương gia, nếu thế tử có nguy hiểm, ta cũng sẽ đi cứu thế tử. Về phần những người khác, không ở phạm vi bảo hộ của ta. Hơn nữa hắn cũng không muốn bảo hộ. Đương nhiên, đây là nói trong lòng, không cần thiết nói thẳng ra. Nhưng Trấn Tây Vương là một người thông minh, xem ra ngươi cũng thấy nghịch tử làm là đúng. Ảnh vệ do dự một chút,
Hắn cùng Trấn Tây Vương là quá mạnh giao tình, có chút lời nói thật ra không cần phải quá kiêng kỵ. Vương gia, ta là người của ngươi, ta cũng không muốn ngươi gặp chuyện không may. Bổn vương về kinh, vị tất đã xảy ra chuyện. Trấn Tây Vương lắc đầu nói, chỉ cần ta giao binh quyền, tiểu tứ nào có lá gan lớn như vậy xuống tay với ta. Nhiều nhất chính là phái một thân vương hoàng tộc khác tới tiếp thu binh quyền mà thôi. Ảnh vệ nở nụ cười, vương gia ở trên quân sự tài hoa hơn người, đối với quan trường lại không biết gì cả. Ngôi vị hoàng đế nói cho là cho, ở trong quân cũng chưa bao giờ kết bè. Vương gia, ngài so với nhạc vương gia trong thuyết nhạc toàn chuyện mà Ngụy đại nhân viết thì thế nào? Nhạc vương gia quân công lớn hơn so với ngài, còn không phải bị giết bởi vì có lẽ có. Đại càn không phải đại túng. Trấn Tây Vương phản bác. Ảnh vệ khẽ hừ một tiếng, ở trước khi Ngụy đại nhân ngang trời xuất thế, đại càn cũng không mạnh hơn bao nhiêu so với đại túng. Còn không phải liên minh người tu chân đòi tiền cho tiền, đòi người cho người sao? Trấn Tây Vương im lặng. Ảnh vệ nhận thấy Trấn Tây Vương lặng lẽ, thì nhắc nhở bản thân một chút, hình như là nói có chút quá. Vương gia tha lỗi, ta càn rỡ. Ảnh vệ khôi phục lý trí. Trấn Tây Vương thở dài một tiếng. Ngươi là ảnh vệ của ta, đã cứu ta hai mạng. Trong thiên hạ người ta tín nhiệm nhất chính là ngươi. Nếu trong thiên hạ chỉ có một người sẽ cùng ta đi chết, vậy người đó sẽ không là vương phi, cũng sẽ không là thế tử, nhất định là ngươi. Ảnh vệ trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Trấn Tây Vương cái khác không được, kỹ năng phương diện ngự hạ cùng thu mua lòng người này vẫn là có. Chẳng sợ ảnh vệ biết lời nói này của Trấn Tây Vương vị tất là lời trong lòng, nhưng chỉ cần Trấn Tây Vương nói ra ở trước mặt hắn, hắn vẫn cảm động. Nhưng mục đích Trấn Tây Vương nói ra những lời này cũng không phải vì để cho hắn cảm động. Ngươi là tâm phúc đáng tin của ta, nhưng ngay cả loại tâm phúc đáng tin của bổn vương như ngươi, trong tiềm thức cũng tôn sùng đối với Ngụy quân. Trấn Tây Vương buồn bã nói, lòng người hướng Ngụy mà. Trước đó hắn còn chưa quá cảm giác được lực ảnh hưởng của Ngụy quân. Dù sao Ngụy quân trước đó đa phần là làm việc ở kinh thành, không có quan hệ gì với hắn. Nhưng mà hiện tại, hắn ý thức được chỗ bất phàm của Ngụy quân. Con mình rất hiển nhiên đã trở thành tín đồ của Ngụy quân. Cái này hắn còn có thể lý giải, dù sao người trẻ tuổi bị loại quân tử trời quang trăng sáng như Ngụy quân này hấp dẫn là bình thường. Nhưng ảnh vệ đã theo hắn mấy chục năm, hiện hôm nay cũng tôn sùng đối với Ngụy quân. Trấn Tây Vương lúc này mới ý thức được, Ngụy quân hiện hôm nay lực ảnh hưởng ở Đại Càn tuyệt đối đã vượt xa hắn tưởng tượng. Mà bên cạnh hắn còn như thế, kinh thành chủ chiến trường của Ngụy quân thì sao? Trấn Tây Vương chỉ hơi nghĩ lại một chút, đã cảm giác cực kỳ kinh hãi. Ngụy quân nếu muốn tạo phản, Đại Càn chỉ sợ thật sự nguy hiểm. Trấn Tây Vương lẩm bẩm, ảnh vệ trực tiếp cười ra tiếng, vương gia, ngài nghĩ quá nhiều rồi. Ngụy đại nhân có tiếng không thích tiền, không thích quyền, thậm chí không muốn sống. Hắn ở Diệu Âm phường công khai nói qua mình là người yêu cái đẹp, nhưng lại không thấy hắn lưu luyến bụi hoa. Loại chính nhân quân tử này, ngài lại có thể lo lắng hắn sẽ tạo phản. Nhưng hắn không yêu thích cái gì cả, vậy đến cùng muốn làm cái gì? Trấn Tây Vương hỏi ngược lại, thế gian thật sự có người hoàn mỹ như vậy sao? Ngụy đại nhân rõ ràng phải làm thánh nhân, vương gia, thứ ta nói thẳng, ngài đang suy xét là chuyện một nhà một họ, mà Ngụy đại nhân mắt là lê dân bách tính khắp thiên hạ. Thiên hạ này hoàng đế có rất nhiều, thánh nhân lại chỉ có một, Ngụy đại nhân hẳn có thể làm thánh nhân thứ hai, thậm chí hắn đã làm được rồi. Chương 736, mọi người đều biết, tứ đại hoàn khố có năm, hai. Ở trước khi Ngụy quân xuất hiện, thánh nhân đa phần là tượng trưng cho vũ lực mạnh mẽ, phẩm đức là xếp ở sau vũ lực. Mà sau khi Ngụy quân xuất hiện, cho dù thời điểm Ngụy quân còn chưa phải đại nho, rất nhiều người đã xem hắn trở thành thánh nhân. Ngụy quân làm là phẩm đức xếp ở trước vũ lực, chân chính dùng nhân cách mị lực đi chinh phục người khác. Đây là chuyện lúc trước thánh nhân cũng không làm được. Trấn Tây Vương liếc mắt nhìn ảnh vệ của mình một cái, thấy mầm biết cây, ảnh vệ đã nghĩ như thế, thế nhân chỉ sợ càng sẽ nghĩ như vậy. Hắn cho dù có thể thay đổi ý tưởng của ảnh vệ, có thể thay đổi ý tưởng của người trong thiên hạ sao? Hơn nữa, thời điểm đại đa số mọi người tán đồng Ngụy quân là một thánh nhân, có lẽ mình không tán đồng quan điểm này mới là người phán đoán sai lầm. Trấn Tây Vương tuy thân ở địa vị cao, nhưng loại ý thức tự xét lại tối thiểu này vẫn phải có. Gần đây mấy đạo kim bài cùng khâm sai của tứ hoàng tử cũng làm cho hắn càng thêm trực diện sự thật. Chẳng lẽ
thật là ý tưởng của bản vương sai lầm sao? Trấn Tây Vương nói nhỏ. Ảnh vệ trong lòng chợt động. Bình thường mà nói, ảnh vệ như hắn chỉ cần có thân thủ là được. Trên lý luận không cần bọn họ có đầu óc. Nhưng con người luôn sẽ có cái nhìn của bản thân. Hắn cho dù là người công cụ, nhưng sao có thể không có ý nghĩ của chính mình chứ? Vương gia, không bằng tĩnh xem kỳ biến. Tĩnh xem kỳ biến. Tĩnh xem kỳ biến như thế nào? Lấy quân công cùng uy vọng của ngài, không cần thiết nghe mệnh lệnh của tên nhóc tứ hoàng tử kia. Bọn họ hoài nghi vương gia ngài ủng binh tự trọng, chúng ta sẽ khai chiến cùng Tây Đại Lục cũng được. Ảnh vệ đề nghị, về phần ứng đối áp lực triều đình như thế nào, cục diện chính trị kinh thành lại biến hóa như thế nào, vương gia ngài có thể giao cho thế tử đi xử lý. Hiện tại xem ra, thế tử ở phương diện này là có thiên phú, hơn nữa cũng có thể để cho thế tử một mình đảm đương một phía. Trấn Tây Vương trong đầu lại nhớ lại câu nói vừa rồi của Thế tử Trấn Tây Vương, nhân loại sở dĩ có tiến bộ là vì đời sau không nghe theo lời của đời trước. Có lẽ xác thực là như vậy, Thế tử nếu vẫn nhắm mắt đi theo đuôi mình, nhiều nhất cũng chỉ sẽ trở thành mình. Hắn chỉ có làm chính hắn mới có thể vượt qua mình. Trấn Tây Vương ý thức được điểm này. Sau đó liền ý thức được mình cũng bị Ngụy Quân thuyết phục, con người cần thay đổi. Mà sau khi quan niệm mỗi người đã phát sinh thay đổi, đại càn sao có thể không thay đổi chứ? Dưới đại thế, rầm rầm rộ rộ, khó có thể ngăn cản. Trấn Tây Vương cảm nhận được nước lũ đập vào mặt mà đến. Hắn trước đây là muốn ngăn cản dòng nước lũ này. Nhưng hiện nay, kim bài cùng khâm sai của tứ hoàng tử nối gót tới, hành vi đại nghịch bất đạo của thế tử Trấn Tây Vương làm cho Trấn Tây Vương bắt đầu sinh ra ý tưởng khác. Một nén nhang sau, Thế tử Trấn Tây Vương có chút kinh ngạc, phụ vương bảo ta về kinh làm con tin. Đúng, hắn chỉ có một đứa con trai là ta, khẳng định sẽ không hố ta, cho nên phụ vương là đã chuẩn bị ủng binh tự trọng. Thế tử Trấn Tây Vương thật ra không nghĩ Trấn Tây Vương sẽ đưa mình đi kinh thành chịu chết. Trấn Tây Vương thực muốn giết chết hắn, không cần thiết phải phiền toái như vậy. Hơn nữa hắn đã điều tra, Trấn Tây Vương xác thực không có con tư sinh. Nói cách khác, Trấn Tây Vương thật sự chỉ có một người con trai là hắn. Không nói chuyện hổ độc không ăn con, chỉ cần suy xét đến vấn đề nối dõi tông đường, Trấn Tây Vương cũng sẽ không xuống tay đối với hắn. Cho nên, phụ vương đã nghĩ thông suốt. Trấn Tây Vương thế tử mắt sáng ngời. Tây Đại Lục tăng binh đã tới, cho nên vương gia không thể rời khỏi tiền tuyến. Thế tử Trấn Tây Vương nghe vậy cười ha ha. Quả nhiên, đối với phụ vương là vẫn phải mạnh bạo. Giảng đạo lý có ích lợi gì? Đạo lý Trấn Tây Vương đều biết. Nhưng Trấn Tây Vương trước đó vẫn do dự dự. Hắn chặt đứt đường lui của Trấn Tây Vương, giết cả đệ đệ cùng tiểu nương, vậy Trấn Tây Vương tự nhiên sẽ không có lựa chọn nào khác. Trấn Tây Vương lựa chọn cứng rắn, hắn cũng an toàn. Hiện nay thân phận lớn nhất mà hắn có thể dựa vào vẫn là thân phận Thế tử Trấn Tây Vương này. Thế tử Trấn Tây Vương cho tới giờ vốn không có quên điểm này. Nhưng hiện tại Trấn Tây Vương có chờ mong rất cao đối với hắn. Thế tử, vương gia hy vọng ngài có thể một mình đảm đương một phía, mau chóng trưởng thành lên. Tương lai binh hung chiến nguy, hắn vị tất có thể vẫn bảo hộ ngài an toàn. Cho nên thời điểm ở kinh thành, ngài phải mạnh mẽ lên nhanh một chút mới đúng. Phụ vương hy vọng ta có thể mau chóng trưởng thành lên. Thế tử Trấn Tây Vương có chút suy nghĩ, hắn cảm giác được áp lực, nhưng càng nhiều vẫn là ý chí chiến đấu. Trước đây bởi vì Trấn Tây Vương, hắn phải áp lực bản thân, che giấu bản thân. Một thân vương tay cầm trọng binh, người thừa kế nếu quá anh minh, đối với triều đình mà nói tuyệt đối không là chuyện tốt gì. Cho nên hình tượng trước đó của hắn cũng chỉ là thường thường bậc trung, thậm chí trung đẳng thiên hạ. Dù sao cũng là người cùng thượng quan Tinh Phong ở Diệu Âm Phường bởi vì tranh giành tình nhân mà ra tay đánh nhau. Vẫn là sau khi Tương Tương Hòa phiên bản đại càn do Ngụy Quân ra, hình tượng của hắn mới có tăng lên. Mà hiện tại, Trấn Tây Vương lựa chọn cứng đối cứng mà nói, vậy hắn sẽ không cần thiết che giấu bản thân nữa. Nhưng Thế tử Trấn Tây Vương rất nhanh đã ý thức được một sự kiện khác, hắn quá anh minh mà nói, làm không tốt sẽ đưa tới họa sát thân của tứ hoàng tử. Từ tư liệu trước mắt đến xem, tứ hoàng tử hình như là một người ánh mắt thiển cận chỉ số thông minh thường thường. Ngay cả chính nhân quân tử như Ngụy Quân cũng có thể hiểu lầm, sinh ra mâu thuẫn. Đi kinh thành, tất nhiên phải trực diện tứ hoàng tử. Người bình thường sẽ bởi vì Trấn Tây Vương ở bên ngoài tay cầm trọng binh cho nên không dám hại hắn. Tứ hoàng tử có chỉ số thông minh này sao?
Thế tử Trấn Tây Vương nghĩ đến đây, theo bản năng lắc lắc đầu. Chỉ sợ không có, cho nên mình vẫn phải đắn đo có chừng mới đúng. Làm thế nào mau chóng mạnh mẽ bản thân, lại không chọc đến cừu thị từ tứ hoàng tử. Đây là một vấn đề rất cần hắn lo lắng cân nhắc. Chẳng lẽ bản thế tử lần này trở lại kinh thành phải tiếp tục diễn một hoàn khố, biến tứ đại hoàn khố thành ngũ đại hoàn khố? Thế tử Trấn Tây Vương lẩm bẩm. Các bạn đang nghe chuyện Ngụy Quân Tử Thấy Chết Không Sờn của tác giả Bình Tằng tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.pro. Chương 737, mọi người đều biết, tứ đại hoàn khố có 5, 3. Hoàn khố tự nhiên là không có lực sát thương, nhưng hoàn khố công tử làm việc sẽ không có chỗ nào cố kỵ, thậm chí sẽ phạm một ít kiêng kỵ, dù sao cũng là hoàn khố. Làm sai chuyện là có thể lý giải. Thế tử, vương gia đối với ngài còn có dặn dò khác. Dặn dò khác? Ngươi nói, tâm hại người không thể có, tâm phòng người không thể không có. Lúc này đây vương gia bị tứ hoàng tử nhằm vào, dĩ nhiên là tứ hoàng tử cùng Tây Đại Lục có tâm mưu hại. Nhưng thượng quan thừa tướng cùng lục tổng quản đều đang thờ ơ lạnh nhạt, cơ soái là thống soái trong quân từ đầu tới cuối cũng không nói lời nào. Chỉ có Ngụy đại nhân ở trường hợp công khai hô oan vì vương gia, còn viết một quyển thuyết nhạc toàn truyện vì vương gia tranh thủ dân tâm thiên hạ ủng hộ. Đây là đúng. Trước thuyết nhạc toàn truyện, thanh danh của tứ hoàng tử ở dân gian dĩ nhiên đã rơi xuống đáy cốc, nhưng Trấn Tây Vương cũng không tốt đến mấy. Dù sao Trấn Tây Vương căn bản không có về kinh. Không nói tứ hoàng tử có phải cố ý mưu hại hay không, hành vi của Trấn Tây Vương chính là đang kháng lệnh rõ ràng, cùng triều đình là địch. Dưới loại tình huống này, dân chúng thiên hạ thời điểm đàm luận về Trấn Tây Vương cũng sẽ cảm thấy hắn xác thực nổi lên dị tâm. Tứ hoàng tử cùng Trấn Tây Vương trước đó thuộc loại lưỡng bại câu thương, tứ hoàng tử giết địch 1.000, tự tổn hại 800, mà Trấn Tây Vương cũng rơi 200. Là thuyết nhạc toàn chuyện của Ngụy Quân vừa ra, hình tượng Trấn Tây Vương mới bắt đầu xoay chuyển. Có Ngụy Quân chống lưng cho Trấn Tây Vương, dân chúng thiên hạ không hề trì hoãn đứng ở phía Trấn Tây Vương. Hiện nay bị thương tổn cũng chỉ có tứ hoàng tử. Nhưng tứ hoàng tử cũng từ chỗ Tây Đại Lục thu được chỗ tốt đủ nhiều. Cho nên bị thương tổn hiện tại chỉ có Tây Đại Lục, chẳng qua bản thân người Tây Đại Lục còn chưa có ý thức được. Thế tử Trấn Tây Vương cũng 10 phần cảm kích đối với Ngụy Quân, nói thẳng, Ngụy đại nhân là hình mẫu chân chính, hắn còn truyền tin cho ta. Nói sẽ nhanh chóng sửa sang lại công huân của phụ vương ở trong chiến tranh vệ quốc sở lập được, để cho thế nhân biết được công tích của phụ vương. Đại ân của hắn đối với phụ vương, đại ân đối với nhà chúng ta, ta đều nhớ ở trong lòng. Ngày sau nếu có cơ hội, ta tất nhiên sẽ báo đáp gấp 10. Thế tử Trấn Tây Vương không nói mình sẽ báo đáp tới trình độ nào. Nhưng hắn ở trong lòng nói cho chính mình, nếu là vì Ngụy Quân, vậy liều mình báo đáp là cũng có thể. Ngụy Quân đáng giá. Thế tử, vương gia dặn dò không quan hệ cùng Ngụy đại nhân. Trấn Tây Vương thế tử bối rối. Vương gia ý tứ là thượng quan thừa tướng, lục tổng quản cùng cơ soái ở trên chuyện này lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, có thể thấy bọn họ cùng chúng ta không phải là người một đường. Thế tử lần này đi kinh thành, mặc dù đã có chủ trương, cũng phải nhớ lấy cách xa bọn họ. Nếu có cơ hội, thậm chí có thể tìm cơ hội trả thù bọn họ. Trấn Tây Vương thế tử kinh ngạc, người ta chỉ khoanh tay đứng nhìn mà thôi, ta phải đi trả thù người ta, có được không? Thế tử Trấn Tây Vương không phải Long Ngạo Thiên, hắn không có tư duy nhân vật chính châu bò như vậy. Thế tử, bọn họ vì sao phải khoanh tay đứng nhìn đối với vương gia? Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, hẳn là vì hạn chế hoàng quyền. Thế tử Trấn Tây Vương đoán được một vài thứ. Chủ yếu là thời điểm giám sát ti cùng thượng quan Tinh Phong tiếp xúc cùng hắn, cũng lộ ra một số chuyện, cũng đủ hắn đưa ra phán đoán. Bọn họ có thể hạn chế hoàng quyền, người nào đến hạn chế bọn họ đây? Ảnh vệ để lại một câu, rồi phiêu nhiên rời đi. Trấn Tây Vương thế tử thì cả người run lên. Hắn bị một câu cuối cùng của ảnh vệ đánh trúng. Đúng, hắn hiện tại cũng tán đồng quan điểm của Ngụy Quân, hoàng quyền hẳn nên được hạn chế. Nếu không thống soái công huân lớn lao giống như Trấn Tây Vương, thế mà bị loại tiểu tử mới ra đời tất công chưa lập như tứ hoàng tử thiếu chút nữa bức tử. Vô luận như thế nào, cái này đều 10 phần không công bình. Tứ hoàng tử cho rằng loại tình huống này cần thay đổi. Cho nên hắn hiện tại cũng thành tín đồ của Ngụy Quân. Nhưng mà sau khi thay đổi thì sao? Nhóm người này của Đại Càn tạm thời trừ bỏ đi uy hiếp của liên minh người tu chân,
thì lại nhằm vào hoàng quyền. Vậy sau khi hạn chế hoàng quyền thì sao? Chấp trưởng quyền to càn quốc chính là đám người thượng quan thừa tướng, cơ soái, lục tổng quản. Ai có thể cam đoan bọn họ sẽ không trở thành hoàng tộc mới? Thế ra, Thế tử Trấn Tây Vương ở trong phòng của mình viết xuống hai chữ này. Hắn nhìn chằm chằm hai chữ này thật lâu, sau đó ở mặt sau Thế gia lại viết ba chữ U Ác Tính. Cuối cùng, hắn ở giữa Thế gia cùng U Ác Tính vạch một dấu ngang bằng. Con gái của thượng quan thừa tướng là thượng quan Uyển Nhi tay cầm quyền to ở liên minh người tu chân. Con trai thượng quan Tinh Phong nhìn như ăn chơi, thực ra giao du rộng lớn, nội tình sâu đậm. Lục tổng quản đề đốc giám sát ti, giám sát thiên hạ, dưới trướng có 9 nghĩa tử, mỗi một người ở giám sát ti đều tay cầm quyền to. Giám sát ti, cơ quan giám sát quốc gia, thành vật riêng của lục tổng quản. Cơ soái, hắn là khủng bố nhất, số lượng con cái đã vượt qua 2 con số. Có cơ soái chống đỡ ở phía trước, con hắn nếu muốn tòng quân, ai có thể cản? Con hắn ở trong quân nếu muốn tấn thăng, ai có thể cản? Hoàng tộc ở thời điểm đối kháng liên minh người tu chân cũng là đoàn kết một lòng, không khác nhiều với những người khác của Đại Càn. Nhưng hiện nay, hoàng quyền trở thành đối tượng bị công kích bởi vì hoàng tộc có được đặc quyền. Vậy sau khi không còn hoàng tộc, ai có thể cam đoan nhóm trọng thần quyền khuynh thiên hạ này nguyện ý ủy quyền chứ? Bọn họ có thể hình thành giai cấp đặc quyền mới hay không? Thiếu niên Đồ Long sẽ có thể trở thành ác long mới hay không? Thế tử Trấn Tây Vương suy nghĩ bay loạn, một đêm không ngủ. Thế tử Trấn Tây Vương vốn đã nghĩ rõ ràng lộ tuyến phấn đấu của mình trong tương lai, hiện tại lại lâm vào mê mang. Hắn ý thức được, chủ trương của Ngụy quân cũng không hoàn mỹ. Nhưng hắn không có năng lực giải quyết loại không hoàn mỹ này. Cuối cùng, Thế tử Trấn Tây Vương vẫn lựa chọn mang nghi vấn giấu ở dưới đáy lòng. Người tạo cũng là người giải. Thế tử Trấn Tây Vương vứt vấn đề này cho Ngụy quân. Chương 738, mọi người đều biết, tứ đại hoàn khố có 5, 4. Lúc này đã là một ngày sau, Thế tử Trấn Tây Vương sau khi tới kinh thành cũng không có thông báo cho tứ hoàng tử mà tự mình đi bái phỏng Ngụy quân, cũng chuẩn bị đại lễ tới cửa nói lời cảm tạ. Loại hành vi này người ngoài cũng sẽ không kỳ quái. Dù sao thời điểm quan to quan nhỏ triều đường tất cả đều lặng lẽ, Ngụy quân không có lặng lẽ. Hơn nữa Ngụy quân vừa mới sửa sang lại công huân mà Trấn Tây Vương đã lập ở trong chiến tranh vệ quốc, viết ở trên sách sử. Hình tượng của Trấn Tây Vương ở trong dân gian đã nghịch tập toàn diện. Hình tượng của tứ hoàng tử hiện tại đã đen như than. So sánh với Càn Đế, tứ hoàng tử đã có xu thế trò giỏi hơn thầy. Chỉ với việc Ngụy quân đã làm như vậy cho Trấn Tây Vương, phàm là người Trấn Tây Vương phủ có chút lương tâm, đều xem Ngụy quân như cha. Thế tử Trấn Tây Vương không hề nghi ngờ là một người có lương tâm. Cho nên hắn sau khi đến kinh thành trước tiên đã nói lời cảm tạ với Ngụy quân, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Ngược lại là Ngụy quân cũng không có nhận lòng biết ơn của Thế tử Trấn Tây Vương. Thế tử ngươi đứng lên đi, không được quỳ. Ngụy quân thậm chí có chút tức giận, con nhà anh hùng, quỳ trước ta một thư sinh còn chưa có lập được công huân ở trên chiến trường để làm chi? Muốn tổn thọ ta sao? Thế tử Trấn Tây Vương nghe vậy dở khóc dở cười, Ngụy đại nhân, lúc trước người lập chiến công phụ vương ta còn thỉnh công cho người đó. Nếu không có người, hai đợt công kích hạm đội Tây Đại Lục lúc ban đầu chúng ta cũng tránh không khỏi, một loạt kế hoạch đến tiếp sau cũng không thể nói đến. Thời điểm ở tiền tuyến, Ngụy quân cứng rắn kháng hai đợt lửa đạn công kích hạm đội Tây Đại Lục, trực tiếp để cho đạn dược vũ khí của Tây Đại Lục bắt đầu báo nguy. Giữa Tây Đại Lục cùng Đại Càn là cách biển nhìn nhau, hậu cần cũng không thẳng đường, cho nên Ngụy quân kháng được hai đợt công kích kia là rút dây động rừng. Kế hoạch bắt ba ba trong dọ sau đó của Trấn Tây Vương có thể thành công, cũng có công lao ban đầu của Ngụy quân. Càng không cần phải nói Trấn Tây Vương đại thắng Ngụy quân cũng có tham dự. Thời điểm Ngụy quân rời khỏi tiền tuyến là để lại rất nhiều bức chữ. Người tuy không ở tiền tuyến, nhưng tiền tuyến vẫn có khí tức của Ngụy quân, vẫn có Ngụy quân ủng hộ. Cho nên Ngụy quân nói mình còn chưa có lập được chiến công, ở Trấn Tây Vương Thế tử xem, hoàn toàn là quá mức khiêm tốn. Hơn nữa ta kính Ngụy đại nhân, cũng không phải vì chiến công của Ngụy đại nhân, là kính những gì Ngụy đại nhân đã làm cho phụ vương ta, Trấn Tây Vương Thế tử bổ sung. Ngụy quân khoát tay áo, mạnh mẽ đặt Thế tử Trấn Tây Vương lên chỗ ngồi bên cạnh mình, sau đó mới mở miệng nói, vì ta làm cho Trấn Tây Vương mà cảm tạ ta thì càng không cần. Anh hùng thời điểm gặp rủi ro,
nếu phát ra tiếng ủng hộ anh hùng chính là công lao, vậy công lao quá không đáng tiền. Về phần ta cầm bút viết đúng sự thật về Trấn Tây Vương, cái này bản thân là chức trách của ta. Ta làm chuyện ta phải làm, cần người bên ngoài cảm tạ sao? Ngụy Quân cho rằng mình thật sự chỉ làm chuyện mình phải làm là phát ra từ trong lòng. Cho nên nhận Thế tử Trấn Tây Vương cảm tạ mà nói, hắn thực sự cảm thấy không cần thiết. Bản thân Ngụy Quân cũng không phải là người khiêm tốn như vậy, nếu thật là công lao của hắn, Ngụy Quân sẽ không nhường ai. Nghe Ngụy Quân nói như vậy, Thế tử Trấn Tây Vương càng thêm phục. Ngụy đại nhân, có lẽ ngươi nói là đúng, nhưng phóng mắt cao thấp đại càn này, có ai thật sự có thể hoàn toàn làm hết bổn phận của mình chứ? Thế tử Trấn Tây Vương khẳng định, Ngụy đại nhân, chỉ có một mình người. Cho nên tuy Ngụy Quân luôn cảm thấy mình chỉ làm chuyện mình phải làm, nhưng thế nhân thấy, Ngụy Quân làm tất cả đều là chuyện thánh nhân làm, không phải Ngụy Quân làm quá tốt, mà là tốt hơn tất cả những người khác. Ngụy Quân suy nghĩ, giải thích một chút cho những người khác, cũng không có như vậy đâu, lần này nhằm vào Trấn Tây Vương chỉ là tứ hoàng tử. Còn có đám người dựa vào tứ hoàng tử cùng càn gian Tây Đại Lục kia, đại bộ phận trong lòng vẫn có cân nhắc. Nhưng bọn họ chỉ là trong lòng có cân nhắc, căn bản không có hành động thực tế, chỉ nghĩ có thể có ích lợi gì. Trấn Tây Vương Thế tử hỏi ngược lại, Ngụy đại nhân, giám sát ti giám sát thiên hạ, phụ vương ta bị mưu hại, cái này chẳng lẽ không đúng là chuyện giám sát ti cần điều tra rõ sao? Nhưng giám sát ti có hoàn thành chức trách của bản thân hay không? Ngụy Quân không nói gì. Giám sát ti xác thực thất trách. Hắn khẳng định không giúp giám sát ti tẩy trắng. Còn có thượng quan thừa tướng, thượng quan thừa tướng nắm toàn bộ chính vụ cả nước, lễ tuyệt Bách Liêu, tự nhiên là rừng thanh ngọc vũ. Nhưng thượng quan thừa tướng lại làm cái gì? Hắn tùy ý để tứ hoàng tử làm loạn, bức bách phụ vương ta. Ngụy đại nhân, nhìn như thượng quan thừa tướng không có bỏ đá xuống giếng, nhưng hắn có làm hết bổn phận bản thân không? Ngụy Quân vẫn không nói gì. Thượng quan thừa tướng đương nhiên không có làm hết bổn phận bản thân. Ngụy Quân sớm đã nhìn ra, đại lão đại càn này chỉ có thời điểm liếm hắn là đặc biệt hăng say. Che chở hắn thật là cẩn thận, không ra chút tật xấu nào. Nhưng ở thời điểm đối đãi những người khác, đại lão đại càn này sẽ là lạnh lùng vô tình như vậy đó. Ngụy đại nhân, thật ra ta lần này tới tìm người, trừ bỏ cảm tạ người ta, còn có một số nghi hoặc muốn thỉnh giáo người. Thế tử Trấn Tây Vương nói. Ngươi nói. Ngụy đại nhân, tuy ta cũng là đệ tử hoàng tộc, nhưng ta tán đồng quan điểm của người. Hoàng quyền là một quái vật này hẳn nên bị hạn chế, thậm chí là bị tiêu diệt, nếu không rất không công bình đối với thế nhân. Nghe Thế tử Trấn Tây Vương nói như vậy, Ngụy Quân trực tiếp cử thật. Thế tử, ngươi châu đó. Ngụy Quân dựng lên một ngón tay cái với Thế tử Trấn Tây Vương, làm cho Thế tử Trấn Tây Vương cảm thấy xấu hổ. Ngụy đại nhân người đừng như vậy, cảnh giới tư tưởng cùng giác ngộ của ta so với người như là trẻ con so với người lớn, kém quá xa. Không không không, ta không bằng ngươi, ít nhất ở thế giới này ta không bằng ngươi. Ngụy Quân chân thật nói, dù sao ta không phải hoàng tộc đại càn, cho nên chủ trương phế bỏ hoàng đế, suy yếu hoàng quyền của ta, từ ý nghĩa nào đó mà nói là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Ngươi không giống, bản thân ngươi chính là đệ tử hoàng thất, ngươi có thể có giác ngộ này, tương đương với phản bội xuất thân cùng giai cấp của chính mình, tổn thất lớn hơn so với ta. Các bạn đang nghe chuyện Ngụy Quân tử thấy chết không sờn của tác giả Bình Tằng tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 739, mọi người đều biết, tứ đại hoàn khố có 5, 5. Ngụy Quân hoàn toàn không nghĩ tới, hắn lại có thể chính mắt chứng kiến một người phản bội giai cấp của mình. Nhất là hắn cũng chưa từng trao đổi cùng Thế tử Trấn Tây Vương. Cái này là thuộc về ngoại lực thúc giục cùng tự mình thức tỉnh. Rất khó. Ngụy Quân thậm chí từ trên người Thế tử Trấn Tây Vương thấy được hy vọng thành công của cách mạng. Được Ngụy Quân khen ngợi như thế, Thế tử Trấn Tây Vương nét mặt đỏ bừng. Chính hắn thật ra không cho rằng hành vi của mình khó được tới cỡ nào. Hắn nhanh chuyển rời đề tài đến nghi hoặc của bản thân. Ngụy đại nhân, hạn chế hoàng quyền ta là ủng hộ, nhưng sau khi hạn chế hoàng quyền xong thì sao? Ai tới hạn chế thần quyền? Có ý gì? Hoàng tộc có thể thừa kế, thừa tướng thì sao? Giám sát ti thì sao? Quân đội thì sao? Ngụy đại nhân, ta muốn thỉnh giáo, sau khi phế bỏ hoàng tộc, lợi đến cùng là thế gia hay là dân chúng thiên hạ? Thế tử Trấn Tây Vương cúi người sát đất, thành tâm thỉnh giáo.
Ngụy Quân nhíu mày. Tiểu lão đệ đây là nói thật rồi, suy xét vấn đề rất sâu nhập. Sau khi phế bỏ hoàng tộc, lợi đến cùng là thế gia hay là dân chúng thiên hạ? Căn cứ kinh nghiệm của ta đến xem, hẳn là đều lợi. Ngụy Quân nói. Dựa vào cái gì? Thế tử Trấn Tây Vương hỏi. Ta phản bội xuất thân bản thân, nếu là mang ích lợi phân cho dân chúng thiên hạ, ta cam tâm tình nguyện, dựa vào cái gì phải tiện nghi cho thế gia? Bởi vì đi là phải từng bước một, người thường đều học đi trước, rồi mới từ từ chạy được, cuối cùng mới có thể bay. Ngụy Quân giải thích, ngươi muốn trực tiếp từ đi chuyển sang bay, bỏ đi quá trình trung gian, cái này không thực tế. Trừ khi ngươi giết chết ta, Ngụy đại nhân, ta lo lắng dũng sĩ Đồ Long sẽ trở thành ác long mới. Cái này không cần lo lắng, khẳng định là như vậy. Ngụy Quân nói. Thế tử Trấn Tây Vương trầm mặc. Ngụy Quân tiếp tục nói, nhưng vấn đề của thế gia khẳng định sẽ nhỏ hơn một ít so với vấn đề của hoàng tộc. Hơn nữa thế gia có thể bị ném đi, có thể bị diệt, hoàng tộc thì rất khó. Chúng ta không thể bởi vì không thể giải quyết hoàn mỹ vấn đề tồn tại trong tương lai thì chấp nhận hiện trạng. Thật sự có thể giải quyết sao? Trấn Tây Vương thế tử tỏ vẻ nghi ngờ đối với cái này. Ngụy đại nhân, ta không phải nghi ngờ cái nhìn của ngươi. Thế tử Trấn Tây Vương còn chưa dứt lời đã bị Ngụy Quân cắt ngang. Không sao, ngươi có thể nghi ngờ quan điểm của ta, bất luận kẻ nào cũng có thể. Không có ai sẽ vĩnh viễn chính xác, ta cũng có cực hạn của ta cũng sẽ làm sai. Có ý kiến khác thì cứ nói, ngàn vạn đừng xem lời nói của ta trở thành thánh chỉ. Thế tử Trấn Tây Vương có thể nhận ra Ngụy Quân không phải đang âm dương quái khí. Hắn càng thêm bội phục, chẳng trách Ngụy đại nhân có mị lực nhân cách mạnh đến như vậy. Ai sẽ không thích Ngụy đại nhân chứ? Thế tử Trấn Tây Vương không thể tưởng tượng. Ngụy đại nhân, vậy ta sẽ nói thẳng, vấn đề thế gia thật sự có thể bị phủ định cùng giải quyết sao? Thế tử Trấn Tây Vương lắc đầu nói, nếu tương lai là hoàn toàn dựa theo khoa cử tuyển quan, vậy hậu nhân thế gia đại nho trời sinh đã mạnh hơn so với học sinh hàn môn. Đệ tử thế gia từ nhỏ đã nhận giáo dục, cũng không phải đứa nhỏ nhà dân chúng bình dân có thể so sánh. Điều kiện học tập khác nhau, sao có thể mạnh mẽ yêu cầu thành tích học tập giống nhau? Thấy Ngụy Quân không có ý tứ trả lời, Thế tử Trấn Tây Vương tiếp tục nói, nếu tương lai không có hoàng đế chấp chính, quan viên lên chức đều từ chiến tích định đoạt, nhìn như công bình, cũng thật có thể cam đoan công bình sao? Quan phụ mẫu đi ra từ nhà dân chúng bình dân, ở quan trường không có chỗ dựa, bọn họ hoàn toàn không có gì cả. Muốn làm ra chiến tích không nói khó như lên trời, ít nhất cũng không có chỗ để xin giúp đỡ. Nhưng quan viên xuất thân đệ tử thế gia này thì sao? Bọn họ mỗi khi đến đâu, gia tộc sau lưng đều sẽ gia tăng đầu nhập ở địa phương, thương nhân đầu cơ này cũng sẽ chủ động đưa lên chiến tích. Quan viên dựa theo chiến tích mà lên chức, có vẻ đối xử bình đẳng, nhưng phương thức như vậy thật sự công bình sao? Cứ như thế, hoàng tộc có lẽ là không có, nhưng thế gia đời đời truyền thừa, dân chúng bình dân làm thế nào mà cạnh tranh cùng bọn họ? Làm thế nào mà phủ định bọn họ? Thế tử Trấn Tây Vương nhìn không thấy một chút hy vọng. Cho nên hắn muốn Ngụy Quân cho hắn một đáp án. Mà ánh mắt Ngụy Quân nhìn về phía Thế tử Trấn Tây Vương xác thực cũng 10 phần ngạc nhiên lẫn vui mừng. Thậm chí có thể nói là tán thưởng. Thế tử, ngươi thật đúng là làm cho ta càng ngày càng ngạc nhiên lẫn vui mừng. Năng lực của ngươi thì ta còn chưa có nhìn thấy, nhưng tầm nhìn tương lai của ngươi ta đã cảm nhận được. Lại có thể nhìn đến một bước này, ngươi thực rất giỏi. Tuy Thế tử Trấn Tây Vương không có nói ra biện pháp giải quyết vấn đề, nhưng có thể nhìn được vấn đề tương lai sẽ xuất hiện, cái này cũng là một loại năng lực. Nếu Thế tử Trấn Tây Vương còn có thể giải quyết loại vấn đề này, vậy hắn chính là thánh nhân. Vấn đề khó cấp bậc này, một ít vĩ nhân mà Ngụy Quân biết cũng không giải quyết được. Từ trình độ nào đó mà nói, mấy vấn đề này thậm chí là khó giải. Cho nên Thế tử Trấn Tây Vương có thể đề xuất ra chúng, ở Ngụy Quân thấy chính là tiến bộ thật lớn rồi. Ngụy đại nhân có biện pháp giải quyết sao? Thế tử Trấn Tây Vương hỏi. Ngụy Quân lắc đầu nói, ta không có. Thế tử Trấn Tây Vương trong lòng buồn bã. Nhưng cái loại tình huống cực đoan nhất mà ngươi lo lắng này sẽ không xuất hiện. Ngụy Quân tiếp tục nói, vì sao? Thế tử Trấn Tây Vương không biết. Ngụy Quân khẽ cười nói, bởi vì có một người rất giỏi từng nói qua một câu rằng giàu không quá ba đời. Cái người rất giỏi kia, tự nhiên chính là thiên đế. Thế tử đã thấy qua gia tộc Trường Thịnh không suy chân chính chưa? Ngụy Quân hỏi. Trấn Tây Vương Thế tử lắc đầu. Ta đã thấy, nhưng rất ít. Sở dĩ như vậy,
là vì có một người rất giỏi quy định phải như vậy, lưu cơ hội lại cho quần chúng nhân dân đông đảo nhất kia, mà không phải chỉ trừ cơ hội cho một bộ phận người nhỏ. Cho nên, giàu không quá ba đời, đây là một cái quy củ, cũng là một cái nguyền rủa. Thế tử Trấn Tây Vương mười phần kinh ngạc, ta chưa từng nghe nói qua có quy củ này, cái này không phải một câu tục ngữ sao? Là tục ngữ, nhưng là quy củ ước định mà thành. Chương 740, mọi người đều biết, tứ đại hoàn khố có 5, 6. Thế tử Trấn Tây Vương cảm giác Ngụy Quân đang lừa dối hắn, nhưng hắn không có chứng cớ. Ngụy đại nhân, cho dù người nói là thật, nhưng mạnh mẽ định ra quy củ này, đối với một ít đệ tử thế gia ưu tú chân chính mà nói, cũng không công bình chứ. Ngụy Quân gật đầu nói là có chút, cho nên người rất giỏi kia cũng phải thừa nhận nhân quả phản phệ. Đương nhiên, lấy thực lực của thiên đế, không có chuyện gì lớn. Thậm chí thiên đế là có thể miễn dịch loại nhân quả nghiệp chướng này. Nhưng quy củ này là thiên đế định, thiên đế nguyện ý thừa nhận. Hơn nữa quy củ giàu không quá ba đời cũng không phải là chết, thật sự có gia tộc mỗi một thế hệ đều đặc biệt ưu tú mà nói, cũng có thể phá tan quy củ này. Thiên đế đương nhiên sẽ không mạnh mẽ cướp đoạt hy vọng của mọi người. Cơ hội là có, chỉ cần ngươi đủ mạnh, toàn thế giới đều sẽ nhường đường cho ngươi. Nhưng áp chế cũng là sự thật, bởi vì xác thực tồn tại cơ hội bất bình đẳng, tài nguyên bất bình đẳng. Áp chế một chút người hưởng thụ tài nguyên cùng xuất thân phong phú này cũng không bất công, ít nhất ở trong nhận thức của thiên đế, cái này cũng không bất công. Người không đồng ý với ý tưởng này, thiên đế cũng tôn trọng, nhưng hắn không thay đổi ý nghĩ của mình. Hơn nữa thiên đế cũng yên lặng trả giá thừa nhận phản phệ sau lưng quy tắc này mang đến. Cho nên loại tình huống cực đoan ngươi lo lắng này sẽ không tồn tại. Trong thiên hạ chỉ có hoàng tộc có thể miễn dịch quy củ này, phế bỏ hoàng tộc mà nói, thế gia đều phải tuần hoàn thiết luật này. Vì sao hoàng tộc có thể miễn dịch quy củ này? Thế tử Trấn Tây Vương hỏi. Bởi vì tổ tiên hoàng tộc đều thành lập qua công huân, trên người có công đức thật lớn, bọn họ có thể phúc trạch con cháu. Thiên đế cũng không tiện cướp đoạt cái này. Đương nhiên, chỉ là không tiện, không phải không thể. Ví dụ như ở thế giới này, Ngụy Quân cũng đã hô muốn phế đi hoàng đế, hủy bỏ hoàng quyền. Ngụy Quân nói chuyện này, Thế tử Trấn Tây Vương bán tín bán nghi, bởi vì hắn nghe không hiểu lắm. Nhưng mọi người đều biết, Ngụy Quân chưa bao giờ nói dối, là quân tử thủ chính đệ nhất đại càn, đáng tín nhiệm. Cho nên căn cứ tín nhiệm đối với nhân phẩm của Ngụy Quân, Thế tử Trấn Tây Vương không có nói ra nghi ngờ. Nếu thật sự có thể giống như Ngụy đại nhân nói, vậy quá tốt rồi, dân chúng thiên hạ vẫn có hy vọng. Yên tâm, ta luôn phụ trách lời mà ta nói ra, Ngụy Quân nói. Quy củ thiên đế lập, Ngụy Quân đương nhiên dám xác nhận. Ngụy đại nhân đã nói như vậy, ta đây an tâm. Thế tử Trấn Tây Vương không nghi ngờ hứa hẹn của Ngụy Quân. Dù sao thế giới này có thể làm cho người ta tin phục nhất cũng chính là Ngụy Quân tử. Chỉ là ánh mắt Thế tử Trấn Tây Vương nhìn về phía Ngụy Quân có chút thay đổi. Xem ra là ta trước đây đã xem thường Ngụy đại nhân, Ngụy đại nhân nghĩ so với ta còn càng thêm sâu không lường được. Thế tử Trấn Tây Vương tán thưởng, bằng không cũng không thể biết những tin tức mà hắn căn bản không biết này. Ngụy Quân cười cười, thật ra không có phản bác. Hơn nữa hắn còn bắt lấy cơ hội, thuận thế bổ cho bản thân một đao, cho nên ngày sau nếu ta gặp phải nguy hiểm gì, ngươi có cơ hội cứu cũng ngàn vạn không cần cứu, lo cho bản thân trước, ta là có thể cứu bản thân. Ngụy Quân nếu không nhắc nhở một chút, hắn thực lo lắng Thế tử Trấn Tây Vương sẽ trở thành fan cuồng nhiệt của mình, sau đó thật sự liều mình cứu hắn. Nghe được Ngụy Quân đặc biệt nhắc nhở như vậy, Thế tử Trấn Tây Vương lại phát ra cảm khái, Ngụy Quân tử, chính là Ngụy Quân tử mà. Vĩnh viễn đều suy nghĩ cho người khác, nhưng nguyên nhân vì Ngụy Quân tử quên mình vì người như thế, hắn lại càng không thể xem lời nói của Ngụy Quân là thật. Thế tử Trấn Tây Vương nghĩ rất đơn giản, quân lấy chân thành đối đãi, ta tự nhiên báo đáp cả suối nguồn. Ngụy Quân nói như vậy, hiển nhiên là chắc chắn bản thân sẽ gặp nguy hiểm. Một khi đã như vậy, ta nhất định phải toàn lực bảo vệ tốt an toàn của Ngụy Quân. Như vậy mới là phương thức báo ân chính xác. Ngụy Quân có cần hay không, có muốn hắn báo ân hay không, là chuyện của Ngụy Quân. Ngụy đại nhân đã nói qua, mỗi người đều có linh hồn độc lập của chính mình. Mà linh hồn của ta nói cho ta biết, Ngụy đại nhân đáng giá để ta trả giá toàn bộ. Ngụy Quân hiện tại cũng không nắm giữ thuật đọc tâm. Phàm là Ngụy Quân hiện tại biết thuật đọc tâm, thưởng thức đối với Thế tử Trấn Tây Vương ở trong lòng hắn khẳng định trở thành hư không.
Thế tử, ngươi lần này về kinh làm cái gì? Ngụy Quân hỏi ý đồ đến của Thế tử Trấn Tây Vương. Thế tử giải thích, phụ vương bảo ta đến đây làm con tin. Làm con tin. Đại trưởng phu kiến công lập nghiệp làm ở tiền tuyến, ở kinh thành làm con tin để làm cái gì? Ngụy Quân chào phúng nói, thực sự ngươi ở kinh thành sẽ bảo vệ bản thiên đế. Thế tử Trấn Tây Vương cười nói, ta vừa tranh cãi cùng phụ vương ta, ở tiền tuyến kiến công lập nghiệp là không quá khả năng. Hơn nữa ta học tập binh pháp cũng chỉ như vậy, nên không cần ở trong quân để cho người ta ngột ngạt. Vậy ngươi am hiểu cái gì? Thế tử Trấn Tây Vương suy nghĩ chuyện đã làm trong mấy năm nay, tự diễu nói, ta am hiểu nhất hẳn là làm hoàn khố. Ngụy Quân im lặng, hắn đối với hoàn khố có PTSD, nghĩa là stress sau sang chấn. Ngụy đại nhân, lần này về kinh, ta chuẩn bị trước làm từ cái am hiểu nhất, làm một hoàn khố công tử đã, lấy thân phận hoàn khố mà làm cao nhân kinh thành. Vừa lúc trong tứ đại hoàn khố, Cơ Đãng Thiên đã chết, lấy thân phận của ta, hẳn là đủ tư cách bổ sung. Thế tử Trấn Tây Vương nói, ồ, Ngụy đại nhân, vẻ mặt của người sao lại có chút kỳ quái. Thế tử Trấn Tây Vương sâu sắc phát hiện Ngụy Quân không thích hợp. Ngụy Quân im lặng, ngươi đi, ngươi nhanh đi đi. Căn cứ kinh nghiệm bản thiên đế, tứ đại hoàn khố vốn không phải thứ tốt gì. Trên thực tế Thế tử Trấn Tây Vương là người nào, Ngụy Quân hiện tại cơ bản cũng hiểu biết, hắn lại có thể cũng đi làm hoàn khố. Ngụy Quân cũng rất muốn ngửa mặt lên trời hò hét, ý tứ hoàn khố khi nào thì biến thành ái quốc chỉ sĩ. Thế tử à, ngươi có lo lắng suy xét hay không, hoàn khố cũng không phải là thứ gì tốt. Ngụy Quân buồn bã nói. Thế tử Trấn Tây Vương nở nụ cười, Ngụy đại nhân yên tâm, ta hoàn khố là đối với người khác, chúng ta là người một nhà, ta tranh thủ đều chuyển hóa tứ đại hoàn khố thành người một nhà. Ngụy Quân trầm mặc. Các bạn vừa nghe xong tập 74 của bộ truyện Ngụy Quân Tử Thấy Chết Không Sờn của tác giả Bình Tằng tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.